Em Lâm Giờ Đất xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Lâm Giờ Đất chuyên bất động sản tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha. Trong video lần này là em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị á một cái cơ hội mà để mình đầu tư cũng như là mình có thể là vừa ở vừa cho thuê á cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn. Mà cái bất động sản này á là rất là hiếm nha cô chú anh chị nha, rất là hiếm luôn. Và vị trí đang đứng đây là khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang nha cô chú anh chị nha. Xung quanh đây là rất nhiều mặt hàng tiện ích xung quanh luôn cô chú anh chị ơi. Đó, đây là bãi tắm Hồng Trầm nè, cũng như là em đang quay lúc bữa trưa nè cô chú anh chị, 11 giờ trưa rồi. Mà vị trí này là đường xá đi lại rất là đông đúc luôn, mà khách nước ngoài ở đây đó nè, ăn uống cà phê nè. Đó, rất là đẻ luôn cô chú anh chị đó. Nè, anh chị cô chú đang ngồi cà phê đây, hóng gió nè. Đó. Rồi đi chiều mình đi ra đây đi tắm biển á, Hồng Trầm nè, rất là thuận tiện luôn. Đó, và xung quanh ở dưới đây là có rất nhiều mặt hàng. Bên đây là có cái chuỗi cà phê nè, nhà hàng nè, spa nè, bên kia là siêu thị nè. Đó, bây giờ em sẽ đi dạo xung quanh đây. Và hôm nay á, là em không có review căn hộ nha. Em review cho cô chú anh chị một cái shop house đang cực kỳ cần tiền luôn, còn bán gấp luôn cô chú anh chị ơi, còn bán gấp luôn. Đó, và bây giờ em sẽ đi xung quanh cái tổ hợp căn hộ Mường Thanh Viễn Chiều này ở dưới tầng trệt cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, đây nè. Đây là quán cà phê nè, bên đây có anh home sale con hotel nè. Xung quanh đây á, thì mấy cái shop house này đang cho thuê là tầm 35 cho tới 40 triệu cho một tháng nha cô chú anh chị. Đó. Mà cái lượng khách ở đây á, rất là nhiều và đông đúc luôn. Đó, đây nè cô chú anh chị. Rất là đông đúc luôn nha. Bên kia siêu thị lễ hội nè, đó. Bên đây là tòa nhà OC1B nè cô chú anh chị. Đó. Thực phẩm sạch nè. Đó, siêu thị lễ hội này rất là rộng lớn luôn nha. Bề ngang của cái siêu thị lễ hội này lân quanh là đâu đó tầm 30m nha anh chị nha. Đó, phía trước kia là tòa nhà OC3 nè, bên đây tòa nhà OC2, bên đây là tòa nhà OC1. Thì OC1 thì nó đã xây dựng lâu hơn OC2, nhưng mà OC3 thì nó sẽ mới hơn nha anh chị nha. Đó, xung quanh đây thì mình cái bất động sản này á, ở vị trí này thì mình có thể là cho thuê kinh doanh nghỉ dưỡng thôi, còn ở đây hiện tại là pháp lý vẫn là hợp đồng mua bán nha anh chị nha. Đó, đi xung quanh cho một số anh chị xem này. Bên đây có quán cà phê Windy Coffee nè. Ở bên kia là chuỗi, bên kia là tòa nhà khách sạn nha, cái tòa mà nâu nâu đỏ đỏ này nè, tòa nhà khách sạn. Bên đây có siêu thị lễ hội nữa nè, xung quanh là rất nhiều siêu thị lễ hội luôn anh chị ơi. Đó, bên đây Lucian Food nè, đó, đầy đủ những cái mặt hàng để mình ăn phở nè, đó, ăn uống không thiếu tới gì luôn. Đó, đây nè, pizza nè, đó, rất là đầy đủ. Bên kia có spa nữa nè. Đó, ở đây mà lượng khách ở đây rất là đông đúc luôn anh chị. Đó, thì hôm nay anh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị một cái shop house rất là đẹp luôn nha. Shop house rất là đẹp luôn. Đó, shop house này thì ở đây đang bán, anh chị nghĩ không, shop house ở đây mà đang bán với mức giá cực kỳ khủng luôn nha. Ở đây là quanh là để sở hữu những cái shop house như thế này là lên quanh là đầu đó là tầm hơn 10 tỷ tới 11 tỷ một cái shop house này. Mà cho thuê cái lượng cho thuê ở đây, cái giá tiền ở đây 40 triệu một tháng. Đó, ai nói ai chê chứ ở đây nè, cái siêu thị lễ hội đây nè, họ thuê lần một cái shop house là ngang như thế này 5m, 1, 2, 3 nè, 4 nè, 5 nè, đó, 6 nè, thuê tới 6 cái shop house ngay chỗ đây luôn. Trời ơi, 40 triệu một tháng gì lanh quanh chín trăm một tháng cũng phải hơi bị khủng á cô chú anh chị. Lanh quanh chắc cũng phải 200 triệu là chuyện bình thường nha, cái lễ hội này nha. Đó, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị một cái shop house nằm cạnh cái tòa nhà OC2B này luôn. Đó, tòa nhà OC2B này luôn cô chú chị ơi. Đó, mình ở đây vừa ở nè, vừa nghỉ dưỡng nè, vừa cho thuê nè, có dòng tiền hàng tháng nè, rất là đẹp luôn. Đó, ở đây nè, khách đến đây rất là đông đúc luôn nha. Hầu như ai cũng rất thích là đến đây để sở hữu những cái căn hộ này luôn cô chú chị ơi. Đó, tòa nhà căn hộ Mường Thanh Viễn Chiều thì nó có tới 40 tầng nha. 40 tầng, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị một cái sản phẩm này. Đó, là 99 Condotel nè, đây nè, đó, cái shop house này nha. Đó, ngang như thế này là 5m22 nha, và tổng diện tích cái shop house này là 53m2 nha cô chú chị, 53m2 nha, và cái giá cực kỳ bất ngờ luôn, giá cực kỳ bất ngờ luôn. Thì cuối video em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Đó, và nếu như cô chú anh chị mà thấy cái sản phẩm này bổ ích với cô chú anh chị thì đừng quên là tặng cho em một nút like, nếu chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em nha. Đó, và vị trí này nè, mình đi ra đây mình tắm biển nè, rất là thuận tiện luôn. Ở ngoài đây mấy cái kiosk nhỏ nhỏ như thế này lên thuê cũng phải 10 triệu nha cô chú anh chị. Đây em đang đi bộ đây nè. Đó, mấy cái shop house, mấy cái kiosk nhỏ nhỏ này mà cho thuê tới 10 triệu một tháng.
Mà bên trong đây mấy cái shop house lớn thì mình cho thuê từ 40 triệu cho một tháng nha anh chị nha. Đó. Đây, đây là mình đi ra bãi tắm Hòn Trồng này của chú anh chị, rất là đẹp luôn. Đây nha cô chú anh chị nha, đây là những cái kiosk nhỏ nhỏ này. Mấy cái kiosk này á thì mình cho thuê là 10 triệu đồng cho một tháng này. Đó, vẫn có khách đang ngồi đây nè cô chú anh chị, khách đang ngồi đây nè, ăn uống cà phê này. Đó, và đi dọc cái tuyến đường này đi về trung tâm cái thành phố Nha Trang cũng như là quảng trường chuyên tổ chức những cái sự kiện lớn á cô chú anh chị. Đó. Chỉ có 10 phút di chuyển thôi nha. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ đi vào thực tế luôn cái căn shop house này cho cô chú anh chị xem nha. Dạ vâng, đây là cái shop house mà hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị, đây là nằm tại sát bên là tòa nhà OC2B luôn nha. Đó, đây, ngang như thế này là 5m22 nha. Và tổng diện tích cái shop house này là 53m2 nha cô chú anh chị nha. Đó, mặt tiền trước cái căn shop house này là hướng chính nam nha cô chú, hướng chính bắc nha cô chú anh chị nha. Hướng chính bắc rất là mát mẻ luôn. Đó, xung quanh đây là cực kỳ nhiều shop house luôn và đang kinh doanh cho thuê là loanh quanh từ 35 đến 40 triệu cho một tháng nha cô chú anh chị nha. Và bật mí cho cô chú anh chị luôn là xung quanh đây là em đang thấy là rất nhiều mặt hàng về siêu thị nè, nhà hàng nè, quán cà phê nè. Thì đây là một sự lựa chọn mà anh chị cô chú có thể là kinh doanh căn hộ hoặc là mình mở một cái nhà thuốc có thương hiệu Pharmacity Long Châu, rất là chuẩn chỉnh luôn nha cô chú anh chị nha. Thì hầu như ở đây là đều có người nước ngoài nè, có người Việt Nam nè. Và thương hiệu Pharmacity và Long Châu là một thương hiệu rất là uy tín gần đây rồi cô chú anh chị, rất là uy tín luôn. Và đây là một sự lựa chọn mà em theo em đoán được là vì nó nằm ngay cái vị trí mà giao thông hai bên rất là thuận tiện. Và đây là cũng như là một trục đường chính ở bên tòa nhà OC2 này và tòa nhà OC1 này, rất là đắc địa luôn. Vì cái đường này là đường đi đường chính đi thẳng ra bãi tắm biển luôn. Đó, mà cái vị trí này mà em đang thấy không có nhà thuốc nào hết. Chỉ đi từ nếu mà có nhà thuốc phải đi qua bên đây tầm 100m thì mới có nhà thuốc nha cô chú anh chị nha. 100m mới có nhà thuốc. Thì đây là một sự lựa chọn để anh chị cô chú là mở một cái nhà thuốc có thương hiệu Long Châu Pharmacity là rất là tốt luôn cô chú anh chị, rất là tốt luôn nha. Đó, hiện tại là anh chủ nhà có thiết kế rất là công năng, rất là hiện đại và sang xịn mịn luôn. Đó, đây là cái bộ ghế da sofa này, mình có thể ngồi đây và coi tivi luôn cô chú anh chị. Đó, và anh cũng để làm những cái khung cảnh như thế này rất là đẹp luôn. Và đây là có một cái cây bông trang trí nè, nhìn nó rất là bắt mắt luôn nha cô chú anh chị nha. Và bên dưới anh cũng để lót sàn gỗ tất cả hết rồi. Đó, mình có thể sử dụng hoặc là nếu không thì anh chị cô chú là mình về mình cải tạo lại nha. Đó, với ngang như thế này là 5m22 và tổng diện tích cái shop house này là 53m2. Và ở đây hiện tại là tất cả hầu như cái tòa nhà Mường Thanh Viễn Chiều khách sạn ở đây đều là hợp đồng mua bán 50 năm nha cô chú anh chị nha. Và hiện tại cái căn shop house này loanh quanh đâu đó tại cầm còn tới 40 năm nha cô chú anh chị. 40 năm nha để mình sở hữu một cái căn này. Thứ nhất là mình có thể là kinh doanh cho thuê cực kỳ tốt luôn. Đó, mặt tiền biển ở đây là đang cho thuê từ 60 triệu cho một tháng nha. Lô gốc hai mặt tiền thì đã đang cho thuê là 60 triệu một cho một tháng. Riêng cái này thì anh chị cô chú có thể là vừa cho thuê vừa có thể ở lại ngay đây luôn, rất là tốt luôn nha. Bán hàng, bán ăn uống, kinh doanh cái gì cũng được luôn. Đó, rất là thuận tiện cho cô chú anh chị. Và bên trên anh chủ nhà á, về cái mặt, về thiết kế ở đây rất là chuẩn chỉnh, sang xịn mịn. Đó, tròn thạch cao xung quanh thì đóng tròn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Bên phía sau này là với một cái Condotel, anh để số là 3 số 9, rất là lộc luôn cô chú anh chị. Con số rất là đẹp luôn, 3 số 9 nha, rất là đẹp luôn. Và vị trí này là anh đang để là mình làm quầy lễ tân để đón tiếp khách khi mà khách vào đây, cho khách ngồi đây và chúng ta sẽ ra chào hàng về những cái căn hộ ở tổ hợp Mường Thanh Viễn Chiều này, rất là tốt luôn. Hiện tại là căn hộ Mường Thanh Viễn Chiều này anh chị có thể là vừa ở vừa kinh doanh cho thuê, đi ra tắm biển Hòn Trồng chỉ có là 50 bước chân thôi, rất là tốt luôn nha cô chú chị nha. Phía sau đây thì chúng ta đang có là khu vực để tất cả những cái nội thất này thì anh chủ nhà hiện tại nói là rằng là mà có thể mang đi, còn nếu như anh chị cô chú thích thì anh sẽ để lại với một cái mức giá rất là rẻ luôn. Và bên trong đây thì đang có một cái không gian để mình sinh hoạt ở lại ở đây và đang có 2 tủ đồ nha cô chú chị nha, 2 tủ đồ và có một cái nhà vệ sinh anh thiết kế rất là bắt mắt chuẩn chỉnh luôn. Và đây là cái không gian đi lên trên gác lửng đây rất là đẹp. Đó, phía trên này thì anh đang đỡ kho này, mình có thể vừa đỡ kho vừa có thể ở lại luôn. Đó, cũng như là ăn uống ngủ nghỉ gì trong đây rất là tốt luôn nha cô chú chị nha. Ngang như thế này là em xin nhắc lại là 5m22 nha cô chú anh chị, ngang 5m22. Đó, tổng diện tích cái vị trí shop house này là 53m2. Đó, hướng là hướng chính tây em là hướng chính bắc,
Đó, xung quanh đây là rất là đẹp, với cái tầm tiền là 9 tỷ 500 triệu, anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay được một căn shop house này. Nếu như cô chú anh chị nào quan tâm về shop house này thì hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của em Lâm ngay nha. Và đừng quên là cuối video này, ai yêu thương kênh của em thì để tặng cho em một nút like và cũng như là đăng ký kênh cho video của em nha. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị ạ. À, chúc quý cô chú anh chị đang xem trên kênh video của em có một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn nha.